Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị, sáng nay tại Nha Trang đã diễn ra Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 15 do Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa tổ chức. Đến dự có ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham gia hội nghị có khoảng 70 tổ chức trong và ngoài nước với gần 450 đại biểu là các cán bộ nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng năng lượng nguyên tử thuộc các tổ chức khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, các cán bộ quản lý thuộc các bộ ngành cơ quan địa phương liên quan trong cả nước, nghiên cứu sinh và sinh viên các trường đại học. Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 15 đã chọn được 195 báo cáo, trong đó có 127 báo cáo được trình bày Oral Presentations tại các tiểu ban chuyên môn và 68 báo cáo gián bản Poster. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 8, hội nghị sẽ diễn ra nhiều phiên với các ban chuyên môn tập trung vào các nội dung như công nghệ lò phản ứng, công nghệ nhà máy điện hạt nhân và các vấn đề an toàn phản ứng nhà máy điện hạt nhân, vật lý hạt nhân cơ bản, các số liệu hạt nhân, các công nghệ máy gia tốc cùng các kỹ thuật hạt nhân liên quan, vấn đề ghi nhận bức xạ và môi trường ở Việt Nam, mạng quan trắc phóng xạ và cảnh báo quốc gia, ứng dụng bức xạ trong y tế, ứng dụng bức xạ trong công nghiệp và ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp và môi trường. Trong khuôn khổ của hội nghị cũng diễn ra hội thảo IAEA với chủ đề tác động kinh tế xã hội của chương trình hợp tác cùng RCA và những ý tưởng đổi mới ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 15 là một sự kiện khoa học quan trọng, không chỉ đối với cộng đồng năng lượng nguyên tử Việt Nam, mà còn có ý nghĩa đối với thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử của đất nước trong bối cảnh Việt Nam đang thích ứng, tích cực, thúc đẩy khoa học công nghệ, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về kết quả triển khai nghị quyết số 33 ngày 11 tháng 3 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Theo báo cáo, đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt 8 hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện, thị xã, thành phố để làm căn cứ quản lý nhà nước về đất đai. Đồng thời, tỉnh giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 đã được phê duyệt để điều chỉnh theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Và cơ quan quản lý nhà nước về đất đai rà soát hồ sơ liên quan đến trình tự, thủ tục giao đất cho chuyển mục đích sử dụng đất theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung rà soát việc triển khai thực hiện các dự án bất động sản, từ đó tháo gỡ, khắc phục các thiếu sót để các dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai hoặc thu hồi dự án không đủ điều kiện. Tỉnh đã chấm dứt hoạt động 4 dự án và thực hiện thủ tục ngừng hoạt động đối với 3 dự án, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính 37 dự án. Đối với việc thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, Ủy ban Nhân dân tỉnh dự kiến trong giai đoạn 2022-2025 sẽ hoàn thành khoảng 4.900 căn nhà ở xã hội, cơ bản đáp ứng mục tiêu đề án đề ra. Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện quyết định số 1813 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và chương trình hành động triển khai thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025. Thời gian qua, Khánh Hòa nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để thực hiện chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực khác nhau và bước đầu có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, sau đại dịch COVID-19 vừa qua đã làm thay đổi đáng kể nhận thức, thói quen của người dân đối với việc giao dịch trên nền tảng số. Phương thức thanh toán số còn giúp người tiêu dùng, các đơn vị kinh doanh quản lý chi tiêu và tài chính một cách đơn giản và nhanh chóng, đảm bảo tính an toàn, bảo mật với chi phí hợp lý. Bắt kịp xu thế thanh toán tiêu dùng không dùng tiền mặt, các đơn vị, cơ sở kinh doanh tích cực thực hiện chuyển đổi số. Tiên phong trong việc áp dụng các hình thức thanh toán số không dùng tiền mặt là các siêu thị, cửa hàng tiện ích. Một phần là do số lượng giao dịch nhiều, hàng hóa dịch vụ được thanh toán có giá trị lớn. Việc sử dụng tài khoản ngân hàng hay tài khoản tiền di động giúp việc thanh toán diễn ra thuận lợi, an toàn cho cả người mua hàng hóa và người nhận tiền. Nhận thấy những lợi ích thiết thực của việc thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch mua sắm, nên trong hơn một năm qua, khi đi mua sắm tại siêu thị, chị Ngô Thị Anh Tú đã hạn chế việc mang theo tiền mặt. Mọi giao dịch mua sắm đều thực hiện thanh toán bằng thẻ hoặc ví điện tử. Đặc biệt, với việc siêu thị đưa ra mức hỗ trợ miễn giảm 100.000 đồng cho hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên khi thanh toán bằng ví điện tử,
chị Tú cũng tiết kiệm được 800.000 đồng một tháng. Khoản tiền này chị có thể dùng để chi trả cho phí điện nước hàng tháng của gia đình. Thanh toán bằng tiền mặt thì mình có thể chủ động được cái số dư ở trong của tiền của mình hơn. Điện nước em cũng hay thanh toán ở trên app. Ít khi em dùng tiền mặt mà trừ khi em để ít tiền trong người thôi chứ không có để nhiều để thanh toán. Em không có lo sợ bị lộ thông tin hay gì hết. Bởi vì theo các bước thì nó cũng bảo mật cho mình rồi nên là em cũng an tâm, em cũng dùng thường xuyên. Bên cạnh đó, hạ tầng mạng lưới thanh toán tiếp tục được đầu tư phát triển. Các hệ thống thanh toán quan trọng được vận hành ổn định, thông suốt và an toàn. Hệ thống ATM, POS kết nối liên thông và phân bố đến tất cả các huyện, thành phố. Không chỉ các đơn vị kinh doanh, người dân tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số, mà nhiều lĩnh vực dịch vụ công cũng đã chủ động chuyển đổi nhanh trong quá trình triển khai thanh toán trực tuyến. Đặc biệt trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, an sinh xã hội, thu ngân sách nhà nước. Đến nay, người dân, doanh nghiệp có thể thanh toán lệ phí, học phí không dùng tiền mặt, sử dụng tài khoản thanh toán nộp phí, lệ phí, biên bản xử phạt vi phạm giao thông trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước cũng thực hiện nhiều giao dịch bằng hình thức thanh toán tự động. Trong thời gian qua, Kharkovsko cũng đã kết hợp với lại kho bạc nhà nước tại Khánh Hòa để đẩy nhanh trên diện rộng cái việc mà thanh toán tự động các cái khoản chi như điện, nước đối với các cái đơn vị mà sử dụng ngân sách ủy quyền cho kho bạc. Thì trong thời gian qua có khoảng là hơn 50% đơn vị đã ủy quyền cho kho bạc để thanh toán tự động cái khoản chi về để đóng tiền nước này. Khánh Hòa đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%. 80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác. Tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng giao dịch qua kênh điện thoại di động đạt từ 50 đến 80% một năm và giá trị giao dịch đạt từ 80 đến 100% một năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân số lượng và giá trị giao dịch qua kênh Internet đạt từ 35 đến 40% một năm. Đặc biệt, tỷ lệ các cơ sở giáo dục, khám chữa bệnh, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn đô thị được chi trả thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt cần phải được nâng lên ở mức cao nhất. Những chỉ tiêu này hoàn toàn có thể đạt được nếu các cơ sở hạ tầng kỹ thuật được sớm đồng bộ và chuẩn hóa nhằm tạo thuận lợi cho kết nối liên thông. Thường xuyên phát triển các hạ tầng quan trọng của ngành ngân hàng như tôi đã nói lúc đầu là ví dụ như là hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng này, hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử này, hệ thống thông tin tín dụng quốc gia thì để đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt nhưng mà vẫn đáp ứng được hiệu quả của nhu cầu của nền kinh tế. Rồi ngoài ra thì là cũng sẽ phối hợp với Bộ Công an để triển khai tốt cái đề án 06 trong việc tích hợp các thẻ chip vào cái căn cước công dân này, cũng như là phục vụ dịch vụ công, các nghiệp vụ thông tin tín dụng, phòng chống rửa tiền và phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong ngành ngân hàng. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, trước sự phát triển ngày càng cao của công nghệ đang đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn thanh toán ngân hàng. Do đó, ngành ngân hàng cần đẩy mạnh truyền thông, thông tin đến các khách hàng dưới nhiều hình thức để hướng dẫn, nâng cao nhận thức, hiểu biết của khách hàng về ứng dụng công nghệ và những lưu ý, cảnh báo để hỗ trợ khách hàng nhận biết, phòng tránh rủi ro khi thực hiện giao dịch trong môi trường điện tử. Tuy chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch COVID-19, nhưng sau quá trình khắc phục, du lịch tỉnh Khánh Hòa đã có sự phục hồi nhanh, lượng du khách không ngừng tăng. Tuy nhiên, để bứt phá và phát triển bền vững, du lịch tỉnh cần nhiều việc phải làm. Trong đó, quan trọng nhất là đa dạng hóa sản phẩm du lịch và thị trường khách quốc tế. Theo báo cáo của Sở Du lịch, ước tính từ đầu năm đến hết tháng 7, toàn tỉnh đón hơn 4 triệu lượt khách lưu trú, tăng 175,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó có hơn 996,6 ngàn lượt khách quốc tế và hơn 3 triệu lượt khách nội địa. Doanh thu du lịch ước đạt gần 19.040 tỷ đồng, tăng 148,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thời gian qua, lượng khách du lịch đến tỉnh chủ yếu là khách nội địa, chiếm hơn 75%. Khi mùa cao điểm du lịch hè đi qua, lượng khách nội địa sút giảm. Từ đầu tháng 8 đến nay, lượng khách đặt phòng đã giảm khá nhiều, nhất là nửa sau của tháng 8. Dù đã có nhiều cải thiện, thị trường khách quốc tế phục hồi vẫn khá chậm. Trong kế hoạch triển khai chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xác định sẽ phát triển du lịch theo hướng hiện đại, có chất lượng, có thương hiệu, có trọng tâm, trọng điểm, phát triển đồng thời du lịch nội địa và quốc tế. Để phát triển bứt phá về dài hạn, du lịch Khánh Hòa cần một sự thay đổi lớn về chất, tập trung kêu gọi đầu tư các khu du lịch, khu vui chơi giải trí cao cấp,
trung tâm thương mại hiện đại, hệ thống khách sạn có tính cạnh tranh khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, tỉnh cần nâng cấp chất lượng hệ thống hạ tầng du lịch, hạ tầng đô thị, hệ thống bãi đỗ xe, hỗ trợ hoạt động du lịch, bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các khu điểm du lịch. Thưa quý vị và các bạn, định kỳ 4 năm một lần, liên hoan các làng văn hóa được tổ chức là dịp để các làng văn hóa tiêu biểu trong toàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động văn hóa tại cơ sở. Đồng thời, ghi nhận biểu dương các làng văn hóa tiêu biểu gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh. Liên hoan các làng văn hóa tỉnh Khánh Hòa lần thứ 6 năm 2023 được khai mạc vào chiều qua, mang đến nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú. Trước lễ khai mạc, không khí tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Cam Lâm đã rất sôi nổi với các phần thi tranh tài của các làng văn hóa như trang trí, trưng bày hình ảnh giới thiệu các sản phẩm, sản vật đặc trưng tiêu biểu và làng nghề truyền thống của các địa phương, thi đấu các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ, làm các sản phẩm thủ công truyền thống. Các làng văn hóa tham gia liên hoan năm nay đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo, nhất là đối với các sản vật thể hiện nét đặc trưng vùng miền của làng mình để giới thiệu đến đông đảo người dân và du khách. Liên hoan lần này đặc biệt là diễn ra rất là khá sôi động. Thanh Sơn chúng tôi cũng mang đến màu sắc vùng miền cũng như là đại diện miền núi của huyện Thanh Sơn chúng tôi, gồm các sản phẩm nông sản, rồi tất cả là các chương trình văn nghệ cũng như là giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi giữa các đội bạn. Điểm nhấn cũng là nội dung không thể thiếu trong các kỳ liên hoan được tổ chức, đó chính là phần thi tranh tài của 8 làng văn hóa tiêu biểu đại diện cho 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. So với mọi năm, các làng văn hóa đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong từng tiết mục, phần thi của mình để có thể giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, thành tích kinh tế văn hóa xã hội của địa phương mình. Đặc biệt, một số làng văn hóa còn tái hiện nét văn hóa ẩm thực, làng nghề đặc trưng của địa phương mình thông qua phần tái hiện công đoạn chế biến món ăn vô cùng nổi tiếng như bánh canh cá dầm đến từ làng văn hóa Thành Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, nghề làm bánh ít, bánh phu thê từ làng văn hóa An Ninh, xã Diên An, huyện Diên Khánh. Đem tới cái hội thi liên hoan này thì chúng tôi cũng muốn là mình giữ gìn cái phát huy cái nét đẹp truyền thống văn hóa là cái vùng quê của mình, và cái thứ hai nữa là cái sự chăm chóc một mạc của cái làng quê, và cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng muốn giới thiệu thêm để cho người dân biết đến cái làng quê thôn Thanh Mỹ, xã Ninh Quang chúng tôi, mà hiện nay là xã Ninh Quang chúng tôi cũng đang thực hiện là cái việc là đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, rồi tiến tới xây dựng phường là năm 2025. Năm nay thì các cái gian hàng thì có cái chăm chút màu sắc nó rực rỡ hơn, và cái thứ nhất, cái thứ hai thì các cái địa phương là muốn là trưng bày giới thiệu cái làng nghề của địa phương mình, và bên cạnh đó là họ giới thiệu những cái sản vật mà phải nói chắc một truyền thống của địa phương. Cái này điều là rất là đáng mừng, những cái sản vật, những gọi là những trái cây, những cái làng nghề mà lâu đời á được là lưu truyền và hôm nay được giới thiệu cho bà con, đó là điều rất là đáng mừng, mà chúng tôi cũng là rất mong là các đơn vị cố gắng duy trì và phát triển các loại hình này. Ban tổ chức sẽ chọn các làng văn hóa xuất sắc nhất để trao giải, động viên và khích lệ. Liên hoan các làng văn hóa tỉnh Khánh Hòa đã trở thành một nét đẹp truyền thống, góp phần tuyên truyền và khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc của các làng văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh nói riêng và Việt Nam nói chung. Liên hoan sẽ được bế mạc vào tối nay, ngày 9 tháng 8. Sáng nay tại xã Suối Tiên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Diên Khánh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa, Hội khuyến học huyện tổ chức lễ nghiệm thu bàn giao công trình nhà ở đa đoàn kết cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thôn Lộ Gia. Sau hơn 2 tháng thi công, đến nay 5 công trình nhà ở đa đoàn kết đã hoàn thành, mỗi căn nhà có diện tích 40m² với tổng kinh phí xây dựng là 80 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa hỗ trợ 60 triệu đồng một căn, quỹ vì người nghèo của xã 10 triệu đồng một căn. Dịp này, Hội khuyến học huyện Diên Khánh cũng đã trao tặng 5 TV thông minh 43 inch cho 5 hộ gia đình được nhận nhà đại đoàn kết trên. Thông tin và hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trung Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các khu vực trên cả nước trong ngày hôm nay.
Khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 23 độ và cao nhất có nơi trên 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có nhiệt độ trong ngày dao động trong khoảng từ 25 cho đến 34 độ. Ở khu vực có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng. Riêng phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 cho đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, là hình thế thời tiết các tỉnh thành ven biển từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận. Nhiệt độ trong ngày dao động trong khoảng từ 26 cho đến 38 độ. Ở Tây Nguyên, có nhiệt độ trong ngày dao động trong khoảng từ 21 cho đến 32 độ. Ở khu vực có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Các tỉnh thành khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là 25 độ và cao nhất có nơi trên 34 độ. Bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.